Tiếp theo là những tin tức quốc tế. Mỹ vừa công bố hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng trăm thực thể và cá nhân tại Nga, Trung Quốc và một số nước khác với cáo buộc hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine. Đây là một trong những hành động trừng phạt Nga có phạm vi rộng nhất từ trước tới nay của Washington. Theo hãng thông tấn RIA University của Nga, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với gần 200 mục tiêu liên quan đến Nga, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành các biện pháp trừng phạt hơn 80 mục tiêu, bao gồm cả các công ty Trung Quốc. Washington cáo buộc những doanh nghiệp này đã xuất khẩu sang Nga các mặt hàng có thể giúp chế tạo máy bay không người lái UAV như cánh quạt, động cơ cũng như những công nghệ vi phạm các lệnh trừng phạt trước đây chống Moscow. Đại sứ quán Nga tại Mỹ hiện vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về động thái trên. Tuy nhiên, ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định Bắc Kinh đã giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép theo đúng luật pháp và quy định hiện hành các tương tác kinh tế và thương mại bình thường giữa trung quốc và nga cũng giống như các quy định và nguyên tắc thị trường của tổ chức thương mại thế giới wto